Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Xuân luôn tập trung ưu tiên cho phát triển giáo dục, đào tạo. Cơ sở vật chất trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về cả số lượng lẫn chất lượng. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục có nhiều đổi mới. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Số lượng học sinh đậu vào các trường, đại học cao đẳng ngày càng cao. Chất lượng học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống suốt chặng đường 40 năm qua, đồng thời thể hiện quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong trường học, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.